Bên tay phải này hồi xưa là bộ giáo dục. Đối diện bên đây hồi xưa là nhà của cái tòa nhà của gì mà của bên đại sứ quán, nhân viên đại sứ quán Mỹ ở trường Trần Đại Nghĩa hồi xưa. Ôi, ôi. Chết mẹ. Hả bà con quá ha. Đi quay phim vậy đó chứ nguy hiểm lắm. Ba mẹ cậu đi quay phim chứ nhiều khi bị té xe hoài à. Mình chỉ cần mình sơ ý một chút xíu thôi là cái accident nó xảy ra bất cứ lúc nào. Đó, mém nữa ba mẹ cậu bị té xe đây. Do cũng là lỗi của mình sơ ý. Ba mẹ cậu quay qua, ba mẹ cậu nhìn cái trường Trần Đại Nghĩa thì ở bên trong này có một chiếc xe nó ở trong nó lao ra. À. Rồi con đường này đường Hai Bà Trưng. Cái dốc này nè là cái dốc sương mù. Từ dưới bến Bạch Đằng á, tự nhận đạo mà lên tới đây á là nó một cái dốc luôn mà con. Hồi đó mà năm tám mấy ba mẹ còn đi xe đạp á. Trời ơi xin thưa bà con cô bác, đi lên đường này hả là đạp mệt lắm, phải lên dốc mà. À, đường này đường Nguyễn Du nè, bên trái là Bưu điện Sài Gòn. Cái cây anten cũ xưa là xưa bây giờ vẫn còn nè, bà con quá ha. Bên đây là đường sách Nguyễn Văn Bình. Hồi xưa con đường đó là đường Nguyễn Hậu. Ở cái khu đó là cái khu mà bán điện thoại đầu tiên đó bà con. Ba mẹ còn nhớ khoảng năm 94, 95, 96. Bán mấy cái máy mà nhắn tin con Linh đó. Thập niên 90 đó là nơi đó bán không á. Muốn mua cái là phải đi lên đó mua. Trên con đường Nguyễn Hậu á. Xe buýt hai tầng kìa, mấy người Tây á, chỉ có Tây thôi. Khách Tây á, họ mới thích leo lên mua chừng á. Trời trời Sài Gòn này nắng thấy bà nội. Không có vô phòng máy lạnh mà leo lên mua chừng á, phơi nắng. Mấy cái xe buýt đó đâu, xin thưa bà con, bác người dân Sài Gòn ít ai đi lắm. Thiệt, ba mẹ còn nói thật. Ý mai mà chạy đi trên mấy chuyến xe buýt đó. Cơm chiên giòn. Ở đây hồi xưa có con hẻm nè. Trời ơi giờ đây nhà bán nhà cho thuê nè, đập hết rồi nè. Nhưng mà bây giờ nó xây lại cũng đẹp. Beep, 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 beep
Đây là hồ con rùa. À, bà con các bác ha. Bây giờ là ít rồi nha. Bây giờ là 30 con thấy ít rồi. Bên đây là viện Đại học Sài Gòn nè. Chắc có lẽ là chụp nhiều quá, giờ hết chỗ chụp rồi. 30 con thấy giờ các bạn trẻ mặc áo dài kỳ quá bà con. 30 con nói thật luôn á. Bà con các bác xem kìa, hai cái cô đó kìa. Mặc cái áo dài nó suông từ trên xuống dưới luôn vậy đó. Nó mặc cái model giờ nó mặc rộng thùng thình vậy đó. Sao nhiều người thấy đẹp, sao 30 con thấy không đẹp tí nào đó. Áo dài người ta phải nhấn bên, nhấn đồ ra để cho nó có 3 dòng, dòng 1, dòng 2, dòng 3. Áo dài gì mà mặc xuông ruột từ trên xuống dưới, phẳng lì. Cái gu thời trang giờ nó khó hiểu quá. Bên đây nhà văn hóa anh Niên nè, mai kìa, mai vàng. Năm nào cũng vậy. Năm nào cũng vậy. Nhân mai vàng bên cạnh đào thứ. Đây, cái gì đây? À, có nha. Ôi trời ơi, bên đây nữa nè. Hộp kìa bà con. Hộp để trang trí. Ôi trời ơi, hôm nay chơi mấy lò gốm luôn. Wow, nhà văn hóa Niên hôm nay chắc đẹp rồi nha. Năm nay có nhiều chỗ chụp hình quá. Để ba mẹ cô về, ba mẹ cô sắm cái máy mới được. Mua cái máy chụp hình luôn. Năm nay dẫn vợ con đi chơi, đi chụp hình. Thôi công nhận bày hàng ra giống như bán bán khu trời trời ghê vậy. Người dân bây giờ đặt hàng qua mạng nhiều lắm chứ bà con, giống như ba Michael nè. Bây giờ ba Michael mua hàng qua mạng không á, mấy đồ sữa đồ nhà gì là khỏi cần phải chạy ra ngoài mua nữa, giao tận nơi luôn. Bên tay trái là công viên Chi Lăng nè. Chúng ta đang đi trên đường Đồng Khởi. Ngay chỗ bồn cây bông giấy bà con. Nơi đó đó. Hồi đó là nó là một cái nơi mà để cho buổi trình diễn mà mấy cái quân nhạc đó bà con, hay là những cái buổi trình diễn mà trống gì đó. Rồi bên tay phải là cà phê chùa nè, ở đây là có cái chung cư nè, ngay góc đường này nè. Đó, cà phê chùa nè, hãng dược La Thành nè, bên đây công ty Dental nè, rồi nhà sách Xuân Thu nè, tiếp nữa là tiệm bánh Givan nè,
bên kia lễ trao giải cây mai vàng. Ủa trao chưa? Hình như trao rồi, giờ ta dọn dẹp, vậy là lễ mai vàng trao rồi. À, đây là những người Mã Lai nè bà con. Úi trời, bên kia Samsung họ đang làm cái gì tổ chức vừa kìa bà con. Wow, à buổi ra mắt Galaxy S24. Ghê, không biết có chưa ta. Wow, Samsung chơi lớn nha. Để mình chạy qua coi coi. Thôi nguyên một khu của thư sách tắt luôn. Đó, ba mẹ con đang chờ để ba mẹ con mua cho vợ ba mẹ con cái S24 này nè. Ừ, ra mắt chưa ta? Trời lớn, trời lớn. Nguyên khu luôn. Chưa, đang chuẩn bị đó. Có cái là ba mày còn đặt liền luôn. Nghe nói giá năm nay nó mắc hơn $100 á so với con S23. Con đường này đường Hồ Tùng Mậu nè, hồi xưa là Võ Duy Huy. Bên đây phải là cửa hàng Viễn Đông nè, có nhà hàng Hào Quê nè. Phim Đề Ly. Ủa phim Đề Ly bữa nó mở rồi, giờ nó dẹp xong nó mở, rồi giờ nó mở lại. Đường này đường Lê Lợi. Bên kia hồi xưa là có cái rạp Vĩnh Lợi đó bà con. Có nhà hàng Thanh Bạch nè, vũ trường Olympic. Olympia hả? Ờ, Olympia. Đường này đường Phan Bội Châu. À, ui, chợ Bến Thành lên được cây mai rồi. Rút kinh nghiệm, ba mẹ còn phải vô từ đường này. Ừ.
thì mình mới vô được cái khu vực này. Giờ mời bà con của bác chở bà con của bác đi dạo nè. Giờ xe xích lô á, xin thưa bà con của bác ấy, họ đem vô đây họ kinh doanh luôn. Ba mẹ gồm mà ở đây mà thấy được chiếc xích lô là cũng mượn chú chiếc xích lô luôn để đem bà chụp. Đó bà con bác thấy không, chợ Bến Thành mai vàng rực rỡ. Đẹp á. Bây giờ có thêm một cái nữa ha, nắng quá giờ là chuyển qua khăn khăn gì ta, đổi khăn gì đó. Trời ơi, hoa hoa. Trời ơi, nắng quá, nắng quá. Đó, đúng rồi đó. Thấy không, làm kiểu mà kêu đúng rồi đó. Thôi kìa. Chú kia thì không có chụp hình, chú ra chú quay phim. Quay phim để đăng YouTube hả? Thấy chú đó lớn tuổi. Ba mẹ còn nghi chắc hai đứa con của ba mẹ còn chắc nó không chịu đi chụp hình kiểu này quá. Chắc chỉ có hai vợ chồng quá. Nắng quá. Nắng kiểu này chụp sao nổi trời. Ba mẹ còn thấy kiểu này giống như đi hành xác á chứ. Nhưng mà đường cái nha bà con, thời tiết Sài Gòn bây giờ đã lắm đó bà con. Bác thấy ông ba mẹ cậu đi mà ba mẹ cậu đâu có than nóng đâu bà con. Nó nắng thì nó nắng dữ lắm nhưng mà bà con của bác không có cảm giác nó ra mồ hôi đó, nó ngộ lắm đó. Nắng mà nó không có mồ hôi thành thử ra mình không có bức rất khó chịu. Trời ơi, bà con bác thấy không, chạy xe ôm đó mà bắn tiếng Anh thấy không, với người nước ngoài luôn. Dân Sài Gòn bây giờ là hai ngôn ngữ rồi nha bà con. Sắp tới đây mà con nít là không phải là giỏi tiếng Anh là ngon đâu. Hồi xưa ai con bé nào mà nhỏ nhỏ mà nói được tiếng Anh cái là gia đình đều cho nó là giỏi á. Nhưng mà xin thưa bà con, bắt đến thời của hai đứa con của ba mẹ cò nó phải là hai ngôn ngữ, ba ngôn ngữ luôn. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ là một nè, thêm tiếng Anh là hai phải không? Phải thêm một ngôn ngữ thứ ba nữa. Nè. Chứ còn mà nói mà biết tiếng Anh không là chưa chắc đâu nha. Giờ đứa nào cũng biết tiếng Anh hết rồi thì cái tiếng Anh nó không còn là cái vấn đề lợi thế nữa. Hồi đó hả, ba mẹ còn nhớ có một thời gian á, người dân Việt Nam á coi tiếng Anh là coi như là một cái chìa khóa để phát triển sự nghiệp á bà con. Cứ cha mẹ nào nói con cái mà biết tiếng Anh là nó kiếm được công việc tốt. Thời nay là hết rồi. Khi mà ai ai cũng biết nói tiếng Anh hết thì tiếng Anh là coi như là bình thường. Thôi ba mẹ cậu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.